Ê, năm nay có năm mới không á? Ừ, có không năm mới. Cái này như là cô dâu chú rể lần đầu tiên thấy nhau. Không, 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 cái tay áo của bộ này review một xíu mà nó hơi khó cử động, cho nên là đang khiến nhờ sự kiện của stylist đều không tài. Em có thấy đeo online của chị vào nó nặng cái thằng em không? Đúng vậy, bây giờ nó sẽ nặng hơn nữa nếu tặng luôn cái đôi này. Trời em làm nghĩa đúng không? Ý nghĩa hơn gì đâu không? Em thấy ok đó, một hợp đó chứ. Ok, em tao phải quay đóng trang hơi ác nha tóc. Mà vậy ai lì xì chứ mấy á. Thì mới vô rồi mình phải chiếc đỏ đen một chút. Dạ. Thì để xem dạ hôm nay con số ứng với cái năm này là số mấy. Dạ thầy. Ok không? Dạ. Tay nào? Lòng tay. Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với background phòng tắm quen thuộc thôi. Tôi cảm thấy là giai đoạn này bên cạnh cái việc là mình đang cố gắng sắp xếp để mình có thể đăng lên đi spa, đi làm tóc này nọ, thì Khôi cũng đang rất là cố gắng để mà mình siêng skincare buổi tối hơn, để mà da mình nó được chăm mỗi ngày chứ không phải chỉ là một hai lần đến spa và mong là nó sẽ đẹp được ngay trước Tết. Đó, cho nên là hôm nay chúng mình sẽ có một cái mini pamper session trong video này để mà Khôi có thể nhắc nhở mọi cùng skincare với mình. Và trước khi bắt đầu skincare thì Khôi muốn khoe cái dây cột tóc mới của mình. Đợt Secret Santa vừa rồi team Khôi chơi với nhau thì có bạn editor team Khôi, bạn Minh là một bạn nữ, chọn quà cho Khôi chính là băng đô và dây cột tóc mới. This is so sweet. Dây cột tóc BT21. Và Khôi vừa mới quay trở lại sau khi tắm gội xong. Hôm nay đúng nghĩa là pamper night cho nên phải siêng và dùng mặt nạ tóc, cho nên giờ tóc Khôi đang rất là mướt, mặc dù là chưa có bôi dầu dưỡng tóc luôn. Bình thường khi mà đi cắt tóc hoặc là đi gội đầu ngoài tiệm á, thì Khôi sẽ tranh thủ hấp dầu phục hồi tóc luôn, bởi vì tóc Khôi phải tạo kiểu thường xuyên quá, cho nên là các chị ngoài tiệm gội đầu cho Khôi lúc nào cũng than là tóc em khô quá. Có những hôm là có chị bảo là nghe mùi nhiệt điện luôn, và Khôi cũng công nhận là tóc mình nhiều lúc nghe mùi nó hơi cháy luôn á, bởi vì chắc là một tuần Khôi phải tạo kiểu tầm 3-4 lần. Nói chung là rất là nhiều, rất là hại cho tóc. Nhưng mà lực Khôi dạo này gần Tết nó quá kín, cho nên là Khôi không thể nào mà ngồi tiệm tầm 2-3 tiếng để mà hấp dầu được. Cho nên hôm nay Khôi chọn cách là mình sẽ ủ tóc tại nhà cùng với mặt nạ Tsubaki phục hồi cao cấp. Theo như Khôi được biết thì bạn này cũng đạt giải thưởng số 1 Cosme Nhật năm 2019 và được người tiêu dùng Nhật Bản bình chọn. Và Khôi thấy cũng có rất là nhiều review 5 sao bạn này. Và đây cũng không phải là sản phẩm Tsubaki đầu tiên mà Khôi dùng nữa. Khôi đã dùng qua 3 sản phẩm của dòng này luôn rồi. Mặt nạ tóc hay ủ lạnh chính là phương pháp bổ sung chất dinh dưỡng để mà tóc chắc khỏe và mềm mượt hơn. Khôi thấy ưu điểm của những loại mặt nạ tóc chính là nó dễ tìm và rất là dễ làm. Riêng cái bạn mặt nạ tóc này của Tsubaki thì còn có nhiều điểm khác biệt từ thời gian ủ tóc cho đến hiệu quả mang lại nữa. Thay vì phải đợi từ 5 đến 10 phút để ủ tóc như các loại mặt nạ tóc thông thường, thì khi dùng mặt nạ này của Tsubaki thì Khôi có thể xả ngay mà không cần phải ủ luôn nhờ công nghệ thẩm thấu nhanh của Shiseido. Dòng này của Tsubaki cũng có một bạn kem xả có thể xả ngay lập tức mà Khôi đã dùng từ lâu lắm rồi và mình rất là thích. Thay phần chính của bạn này thì có protein ngọc trai, hyaluronic acid, sữa ong chúa với công dụng là giúp cho tóc chắc khỏe và phục hồi hư tổn. Ngoài ra thì dầu hoa trà Nhật trong bạn này cũng sẽ giúp tóc bóng mượt và suông mềm. Tóc mình sẽ giảm đi tình trạng sơ rối mà thường gỡ rối thì bị gãy rụng tóc, hoặc là khi chải tóc cũng dễ bị rụng nhiều. Vậy nên là vào những ngày phải tạo kiểu bằng nhiệt và dùng keo xịt tóc làm cho tóc bị sơ cứng thì cuối ngày Khôi sẽ dùng bạn mặt nạ này của Tsubaki để mình phục hồi và giúp tóc mình có sức sống trở lại. Thêm một điều mà Khôi thích về bạn này chính là cái mùi hương nó khá là ngọt và nữ tính. Kiểu mùi hương của nó Khôi thấy là lưu hương cũng khá là lâu, ngày hôm sau tóc mình vẫn còn thơm thoang thoảng. Một hũ này thì khối lượng là 180g và có giá tầm 250. Và Khôi thấy đây là một cái giá rất là tiết kiệm bởi vì mình có thể dùng trong vài tháng luôn, mà nếu mà săn sale thì còn rẻ hơn nữa. Với những bạn nào mà cũng sẽ tạo kiểu tóc nhiều trong dịp Tết này thì Khôi nghĩ là bạn có thể kết hợp mặt nạ ủ tóc này cùng với lại bộ dầu gội Tsubaki phục hồi hư tổn để mà không lo là tóc bị gãy rụng hay là hư tổn khi mình tạo kiểu ha. Và để nói về dưỡng tóc thì Khôi sẽ luôn dùng dầu dưỡng tóc nữa để mà bảo vệ tóc khỏi nhiệt cũng như là tiêu UV. Và dầu hoa trà này của Tsubaki thì Khôi cũng đã review rồi, mọi người có thể xem thử nha. Bây giờ thì Khôi cũng sẽ sấy tóc luôn và Khôi cũng sẽ bôi dầu dưỡng lên tóc trước khi mình sấy tóc á. Và mọi người lưu ý là mình nên chọn những cái dầu dưỡng nào mà có khả năng bảo vệ tóc trước nhiệt nha. Có một cách nữa, nếu mà cái dầu dưỡng tóc bạn đang dùng không có chịu nhiệt á thì mình có thể mua thêm một cái xịt bảo vệ tóc trước nhiệt ha.
Và chỉ sau tầm 10 phút thôi là tóc Chloe đã khô gần như là 90% rồi. Và Chloe thấy là từ khi mà dùng Dyson á thì cái thời gian sấy tóc của Chloe nó được rút ngắn lại. So happy. Nói chung là combo vừa dùng mặt nạ uống tóc, vừa dùng dầu dưỡng tóc và dùng máy sấy của Dyson là tóc nó sẽ rất là mượt như thế này. Rồi bây giờ Chloe sẽ tiếp tục cùng với toner. Chloe có khá là nhiều loại toner khác nhau và buổi tối ngày hôm nay Chloe chọn toner hoa cúc của Kiehl's, một cái loại quá là quen thuộc với các bạn trên channel của Chloe rồi. Nói chung là những hôm nào mà hơi mệt mệt một chút và da kiểu hơi nhạy cảm một chút thì Chloe sẽ rất là thích dùng bạn toner hoa cúc này. Tiếp theo cho bước serum ngày hôm nay thì Chloe sẽ dùng bạn Blemish Recovery Serum này của Balance. Cách đây mấy tháng thì Chloe có review bạn serum HA của Balance rồi. Và bên dưới video đó thì mọi người comment bảo là Chloe review luôn bạn serum niacinamide này đi. Xong rồi mãi từ hôm đó đến bây giờ thì Chloe mới dùng hết những cái dở dang để mình khui một loại serum mới. Cho nên hôm nay Chloe sẽ review bạn này luôn. Texture của bạn này thì Chloe thấy là khá lỏng và nhẹ, cho nên là khi mà apply lên da thì thấm cũng khá là nhanh. Tuy là các sản phẩm của Balance vì lành tính cho nên là không có thêm hương liệu, nhưng mà Chloe thấy là mùi của bạn này rất là nhẹ nhàng, không có nồng như mùi một số bạn tinh chất đặc trị khác. Cho nên là trải nghiệm khi apply lên da cũng rất là dễ chịu. Thành phần của bạn này thì có chứa 15% niacinamide hay mà còn quen gọi là vitamin B3. Ngoài trị thâm thì niacinamide còn nổi tiếng trong hỗ trợ ngừa mụn nè, thu nhỏ lỗ chân lông, kiềm dầu, chống lão hóa và làm sáng da. Nồng độ 15% niacinamide là một nồng độ khá cao, nhưng mà khi apply lên da thì Chloe vẫn thấy khá là êm. Chloe đoán là vì trong này còn có thêm cả vitamin B5 giúp tăng cường khả năng phục hồi nè, có propylene glycol, có butylene glycol hỗ trợ dưỡng ẩm cùng với betaine làm dịu các kích ứng và tổn thương sẵn có trên da. Ngoài các thành phần này thì bạn serum niacinamide của Balance cũng không có chứa cồn, dầu khoáng hay là paraben, cho nên là các bạn da nhạy cảm vẫn có thể sử dụng được. Tuy nhiên để mà cho cẩn thận hơn thì mọi người có thể test vùng da xương quai hàm ở đây trước khi mình thoa lên toàn bộ mặt nha. Về hiệu quả trị thâm thì Chloe thấy là bạn này sẽ hiệu quả hơn với những cái vết thâm đỏ. Còn về việc làm sáng da thì chúng mình phải dùng liên tục và đều đặn trong thời gian dài thì mới thấy được nha. Ngoài ra thì khi mà dùng serum này vào những hôm mà Chloe bị lên mụn á thì mình thấy là những cái nốt mụn đó nó không bị sưng nhiều hơn mà nó được làm dịu đi, đúng với cái tên là Calm and Clear của bạn này. Và nhất là vào những cái vùng mà nó đang lành lại á, như là cái vùng da đỏ đỏ đây của Chloe á, thì mình thấy là nó cũng hỗ trợ làm cái vùng đó nó lành nhanh hơn. Cho nên là mọi người có thể cân nhắc bạn này trong quá trình điều trị mụn nha. Chai này là 30ml và chỉ có 190.000 thôi, cho nên là mình cũng không mong đây là một cái serum kiểu thần thánh mà có thể giải quyết được tất cả các vấn đề của da được. Nhưng mà Chloe vẫn thấy là so với giá tiền thì bạn serum này vẫn làm tốt cái chức năng của nó và sẽ phù hợp với rất là nhiều đối tượng các bạn khác nhau, kể cả là những bạn học sinh sinh viên luôn. Và cho bước kem dưỡng thì Chloe sẽ dùng Clinic ID Dramatically Different Oil Control Gel. Clinic ID là cái dòng mà chúng mình có thể customize cái sản phẩm dưỡng của tụi mình. Đây là Oil Control Gel thì nó là một trong ba cái loại base mà bạn có thể chọn. Và điểm đặc biệt của bạn này chính là những cái ống tinh chất với những cái màu khác nhau. Thì cái ống xanh dương nó sẽ hỗ trợ vấn đề xe khít lỗ chân lông cũng như là bề mặt da mịn màng. Mọi người thấy cái lớp trong suốt hơn á, thì nó là cái lớp tinh chất và mình sẽ mix lại trước khi apply lên da. Thì đây là một cái dưỡng ẩm coi như là 2 trong 1. Và so với cái hũ kem hồng dưỡng ẩm Moisture Surge á, thì Chloe thấy là bạn này texture của nó chắc chắn là nó sẽ mỏng nhẹ hơn. Và Chloe sẽ thích dùng bạn này vào những hôm mà mình cảm giác là mình không muốn apply gì nhiều trên mặt mình hết á. Và mặc dù Chloe nói là mình phải dưỡng da body đều đặn hơn á, nhưng mà Chloe cũng chưa có làm được quá đều mỗi ngày được. Nhưng mà đây sẽ là một cái New Year Resolution của Chloe thực sự trong năm 2022. Và nhắc đến body lotion thì chắc mọi người cũng đoán được là Chloe sẽ dùng Vaseline rồi đúng không? Từ khi mà cái dòng Proderma 3 này của Vaseline ra mắt từ hồi tháng 10 á, thì Chloe đã dùng liên tục đến nay. Và Chloe cũng rất là hay recommend bạn này ở trên Ask, ở trên IG của mình. Chloe dùng bạn Proderma 3 Niacinamide Brightening Body Lotion. Fun fact là Chloe cũng là một trong những người đầu tiên được trải nghiệm dùng sản phẩm từ hồi tháng 10. Nhưng mà dùng đến nay vẫn chưa hết, bởi vì cái chai này rất là to, dùng sẽ rất là lâu. Dùng Vaseline Proderma thì có 3 sản phẩm với 3 công dụng khác nhau. Proderma 4 thì sẽ có công dụng là giúp cấp ẩm trong vòng 24 giờ, cho nên sẽ rất là phù hợp cho những bạn nào mà có da khô. Proderma 5 thì sẽ có công dụng là tẩy tế bào chết do có AHA, cho nên là sẽ giúp da mịn màng hơn. Và Chloe cũng có dùng bạn này xen kẽ luôn. Và cuối cùng là Proderma 3 màu hồng, cũng là loại mà Chloe dùng nhiều nhất, có công dụng chính là dưỡng sáng da. Và thật ra thì mọi người cũng có thể kết hợp dùng số 3 và số 5 giống như Chloe, bởi vì tẩy tế bào chết là bước rất là quan trọng để da có thể hấp thụ những bước dưỡng sau đó. Chloe rất là thích texture của bạn này nói riêng và cả dòng Proderma nói chung, tại vì cái texture này nó không có bị quá đặc mà nó rất là mịn, gần như là nó sẽ tan ra ngay lập tức luôn, cho nên là nó thấm cũng rất là nhanh mà không có sợ bị bết dính hay gì cả. Vì vậy nên hôm nào mà xiên á thì Chloe dùng bạn này vào ban ngày luôn, bởi vì nó rất là dễ chịu. Bạn màu hồng mà Chloe đang dùng thì ngay từ cái tên cũng đã biết là thành phần có chứa 5% niacinamide giúp dưỡng da trắng sáng. Niacinamide thì là hoạt chất quá quen thuộc trong các sản phẩm dưỡng da mặt rồi, nhưng Vaseline Proderma 3 là sản phẩm body care đầu tiên mà Chloe dùng có thành phần này
mà lại có tới tận 5% á. Ngoài ra thì bạn này còn có resveratrol giúp ngăn ngừa tình trạng da xỉn màu và hexyl resorcinol, một hoạt chất có tác dụng ngăn chặn sự dịch chuyển hắc sắc tố melanin khiến da bị sạm và tối màu. Đây cũng chính là lý do vì sao mà Chloe đánh giá dòng Proderma này cao, vì cảm giác là dòng này rất là xịn với các thành phần như là dược mỹ phẩm vậy. Chưa kể về mùi hương thì bạn này có mùi như là nước hoa vậy, với gỗ đàn hương và tuyết tùng thì đây là một mùi rất là relaxing. Chloe chỉ có một lưu ý nhỏ là khi dùng bạn này thì mọi người nhớ dùng thêm keo chống nắng cho body để da được bảo vệ nha. Mà thật ra là lúc nào cho dù được có dùng body lotion hay không thì chúng mình cũng cần phải bảo vệ và che chắn cho da body như là cho da mặt vậy đó. Và vậy là xong, từ da mặt cho đến da body để được đủ ẩm để mà đi ngủ. Ok, một bước cuối cùng mặc dù nó không có đặc biệt quá, không có gì là quá là gọi là pamper nhưng mình vẫn phải làm, đó chính là đánh răng. Và Chloe sẽ đánh răng xong rồi mình sẽ đi ngủ và Chloe sẽ hẹn gặp mọi người ở hoạt động kế tiếp của cái vlog này. Như mọi lần thì chỉ quay cho mọi người xem cái đoạn này được thôi. Còn những cái vlog khác cũng không quay được. Trong những cái công đoạn làm đẹp trước Tết của Chloe sẽ luôn sẽ có đi chìm lông. Tập ra đây là không phải là chúc Tết mới đi làm mà qua năm xuống tay cũng được đi làm. Tháng này có một chị thương. Nên mỗi lần mà chị lông là người rất là buồn ngủ. Tại vì rất là êm ái. Chị lông rất là êm ái xong rồi bị bắt lại rất là buồn ngủ. Có nhiều hôm em chị cũng không nói chuyện nhau là em nằm ngủ tới nơi. Bông đang tìm đường đi lên với chú Jim. Trời, trời ơi trời. Dạ, trời. Hello. Còn dậy nữa. Còn dậy nữa. Trời. Hello. Hello. Nó né máy em hay sao nó không biết này. Hello. Trời ơi, nó né em rồi. Cái gì đấy? Nói cái gì vậy cho tôi ăn chứ. Không được. Trời ơi, bạn Bông nghe mùi đồ ăn. Không được ăn nhà Bông. Vô. Không ăn nè con. À. Trời ơi, trời ơi. Rồi, tôi ăn miếng này được. Không. Bé. Bông. Thôi không hiểu lắm rồi, ở trên đường đi xuống ngón tay Phời kêu là Phời đói bụng quá. Em Jim tụi anh đi mua đồ ăn cho lúc Phời ăn, lúc Phời làm móng. Xong rồi lên đây á, em Jim đút cho Bông ăn nhiều hơn rồi cơ bỉ á mọi người. Tại sao vậy? Hôm nay Phời order chị Trâm một bộ móng với base làm cái màu gạo trong trong một chút. Và đồ móng cho mình sẽ ombre loang màu hồng ra. Bây giờ thì Chloe làm nhẹ nhàng một chút thôi, tại vì Chloe còn phải chụp hình. Mình chưa có làm nó tết quá được đó mọi người. Sau khi mà sơn cái đầu màu hồng xong thì mình phủ một chút kim tuyến lên đầu móng nha. Cái này ngoài nhìn rõ hơn, xinh nhiều trên này thì nó nhẹ nhàng quá. Cute. Wow, Chloe nhận ra đây là một kiểu rất là đơn giản nhưng mà rất là xinh, mà trước giờ mình không làm. Cho nên Chloe nghĩ là sau hôm nay, sau đợt này thì Chloe sẽ làm kiểu này nhiều hơn nữa. Và như mọi năm thì Deluxe Nail sẽ làm xuyên Tết, cho nên là bạn nào mà cần làm móng kiểu rất là sát Tết đó, hoặc là kiểu trong Tết 1, 2 gì đó mà móng chóc, móng gãy, bất cứ điều gì thì hãy đến Deluxe Nail gặp chị Trâm làm nha. Chị Jim, bye bye Bông đi. Bye bye Bông. Bye Bông. Không cho đi về. Hay đi về luôn nhưng mà. Đi về luôn. Giờ mình sẽ nhìn những cái thông số trên da của em ha. Yeah. Nhìn overall da tương đối là perfect. Chỉ có một số những cái vấn đề và red area như chị nói là có thể là da mình hơi đậm đảnh một chút xíu và chú ý về cái mặt mà phục hồi da, dưỡng da ha. Rồi những cái sắc tố đúng là bây giờ mình không có vấn đề nhiều nhưng mà mình cũng phải là ngăn ngừa, phòng ngừa để sau này mà lỡ mà nó xảy ra rồi thì đâu nói làm cái gì nữa đúng không? Thì chủ yếu là hai vấn đề mà chị thấy nổi bật trên da của em và em mong muốn được cải thiện. Đó là cái sợi bã nhờn đầu tiên. Cái thứ hai là những cái vấn đề về sắc tố ha. Wow, tuổi da gì? Đây là tuổi thật của mình, còn đây là tuổi da của em. Dạ,
em quá vui, em quá vui con số này. Hôm nay là lần đầu tiên Chloe đi làm thử trị liệu ở Glow 365 và hôm nay Chloe sẽ làm hai liệu trình, chính là Face Yoga và Clear Blue. Bên cạnh Chloe là cái đèn cho cái liệu trình Clear Blue, cho liệu trình làm sạch sâu cho da. Lâu lắm rồi thì Chloe cũng có thời gian đi spa để mà làm facial, cho nên là cảm giác là đã, cảm giác là da mình sẽ được làm sạch sau ngày hôm nay. Chưa gì mà thấy rất là thoáng rồi. Chứ các bạn nhìn cái máy chút. Wow, xịn. Có một cái sự ấm áp ở đây. Một cái ốc xinh thôi chứ không có gì. Em bấm quay rồi nha. Mình hơi thùy, mình thùy mị là một chút. Chết. Ê, tôi tìm số 74 mày. Đây chính là ekip garage nghiệp du của Chloe. Chuyên nghiệp rồi. Đây, bây giờ chuyên nghiệp rồi hả chị? Tới ngày hôm nay là chuyên nghiệp lắm rồi phải không? Chuyên nghiệp từ một tiếng trước rồi. Đây là những cái đơn hàng đã được chuẩn bị sẵn sàng để gửi đến mọi người rồi. Chúng mình chỉ đợi Viettel Post ngày mai đến pick up mà thôi. Update một xíu là mới hôm nay, bên cạnh những cái shooting của Chloe á, thì team Chloe năm nay cũng có dành ra được 2 buổi để mà thanh lý đồ của Chloe trước Tết sương sương thôi. Thật ra Chloe còn rất là nhiều đồ, cho nên hy vọng là qua Tết một chút Chloe lại thanh lý đồ tiếp. Và Chloe sẽ thanh lý trên group của mình là group Stay Gorgeous cùng Chloe ở trên Facebook. Cho nên là bạn nào mà chưa join group thì hãy nhớ join sẵn từ bây giờ nha. Thế này, thế chị Minh này. Thấy mé mé mặt chị thôi cho nó bí ẩn. Bí ẩn mà. Bí ẩn ghê luôn. Chắc là không ai biết chắc chị. Hello. Đầu tiên không biết mọi người thấy thang ở đây không, thì đây chính là cái prop, cái đạo cụ của Chloe. Hôm qua mình vừa mới chụp một bộ hình Tết, một bộ hình rất là thử thách mà hôm qua bận quá và team Chloe cũng không có đi quá nhiều người để mọi người có thể quay behind the scene cho mọi người xem. Nhưng mà hôm qua thật sự là Chloe đã phải leo lên cái thang cao trên này, ngồi trên này để chụp hình. Hy vọng là hình sẽ đẹp để mà Chloe sẽ khoe mọi người sau. Và bây giờ thì Chloe đang ngồi get ready để chuẩn bị đi dặm mi thui trong cái hành trình tút tát trước Tết như thế này. Son, hôm nay Chloe sẽ dùng son mới nhất của Ophelia và đây là màu Warm Days. Đây là Flaming Lip Cream. Chloe thấy màu này dễ dùng lắm luôn á, và dạo này mình hay dùng màu này. Đó, bình thường thì Chloe sẽ đánh một lớp mỏng như thế này thôi và Chloe thấy là mặt mình nó cũng đã đủ tươi tắn rồi. Và bởi vì lát nữa đi nối mi là nhắm mắt tối thui, không có quay được gì hết, cho nên là Chloe sẽ kết thúc vlog ở đây luôn. Và Chloe hy vọng là bạn nào cũng có những plan đi làm đẹp trước Tết giống Chloe thì sẽ có đủ thời gian đi làm đẹp nha. Tranh thủ đi mọi người, bởi vì cũng chỉ còn khoảng 8 ngày nữa thôi, rất là gần rồi. Nếu thích video này thì đừng quên like, share và subscribe channel Chloe ở đây nha. Chloe sẽ gặp mọi người ở video lần sau. Stay gorgeous.